Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66 xẹt 2, số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444100, số thứ hai là 0608748 nha. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship. Bên mình ship thì cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi hành toán tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nha mọi người. Anh em chỉ cần click vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua hàng nha. Thì hôm nay thì mình cũng có một số dòng máy mình mới về mình giới thiệu cho tất cả mọi người luôn. Oppo Reno 3 nha. 1.450.000 thôi. Cái này thay màn hình nha. Giá này cho anh em trải nghiệm chữa cháy rồi ok nè. Có hơn một cũ rồi. Xiaomi 12X. $5.350.000 nha. Con này thì RAM 8, bộ nhớ 256GB. Samsung S20 FE còn bảo hành tới tháng 6 2024 nha. Giờ này mà vẫn còn bảo hành hiếm cực kỳ. 4.600.000 nha mọi người. Máy đẹp, rất là đẹp luôn nha. Còn bảo hành. Con này thì bản chính hãng. Bản chính hãng thì sẽ được RAM 8, bộ nhớ 256GB nha. Chip Snapdragon 865. Note 20 Ultra 2 SIM. Con này RAM 12 256. Hàng Việt Nam máy đẹp nha. 2 SIM. Bản 256GB. Tính ra thời điểm này con này còn rất là đẹp nha, còn khá là đẹp luôn. Bản quốc tế 2 SIM. 8 triệu nha, 8 triệu. Samsung Z Flip 4. Máy đẹp, còn bảo hành luôn. 7.200.000. Màu xanh Ken 99 nha. Máy Ken 99. RAM 8 128 nha. Bản này bằng 128 chứ không phải 256. Giảm giá con này thôi. Còn 6.800.000 nha. 6.800.000 nha mọi người. Hàng Việt Nam máy đẹp, 6.800.000 thôi. Xiaomi Mi 11T. Con này màn hình nó ám rất là nhẹ nha. Mình có hai cây ám nhẹ. Cây này rất là nhẹ. Hai cây này nói chung là mình để nền đen là nhìn không thấy luôn. Khá là đẹp. 2.950.000 nha mọi người. 2.950 thôi. Giá này xài tốt luôn. Trong phân khúc này thì không có con nào qua được mấy này. Nó ám nhẹ cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn nha. Nhẹ lắm, nhìn không có thấy. Quay lên cũng chả thấy luôn nha. Samsung. Con này là con A05S. RAM 4 bộ nhớ trong 128GB, vỏ nó hơi trầy trầy. Máy 97 nha, máy 97. 2.450.000, 2450, A05S nha. Xiaomi Redmi Note 10. RAM 6GB nha mọi người. Bộ nhớ 128. Con này được cái màn hình OLED nè, màn khá là đẹp nha. Xiaomi Redmi Note 10, chip Snapdragon. Cái này giá bán của bên mình là 2.450.000 nha. Redmi Note 10 nha mọi người. Samsung A73 5G, màn hình đẹp 98 nha. Đẹp 98. 4.900.000 nha.
Hôm nay 4 triệu 9 thôi. Máy rất là đẹp nha, hàng chính hãng. Ngoài hàng đẹp 98 nha, nói chung còn khá là đẹp. Samsung A34 5G. Con này bán 256GB. Máy này keng, còn cả siêu viền luôn. Còn cả siêu luôn nha. 4 triệu 8. 4 triệu 8. OnePlus nha. ACM2V nha mọi người. Con này thì RAM 12, nhớ 256, chip Dimensity 9000, pin 5000 nha. Ngoài đẹp nha mọi người. Giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. ACM2V nha. RAM 12. 5 triệu rưỡi nha. Z4 4 nha. Con này ngoài nó hơi trầy. 13 triệu rưỡi thôi. Z4 4 hàng chính hãng Việt Nam 2 sim. Z4 4 hàng Việt Nam. Máy đẹp 98 màu vàng nha. Khá đẹp nha. 14 triệu 9. S23 hàng Việt Nam. 3 hàng tháng 9 2024 nha. 10 triệu 7 nha. Samsung M33 5G, RAM 6128, 3450. A53 5G nha, máy đẹp nha. 4 triệu 6 nha, Samsung A53 5G. A34 5G, RAM 8, bản 256GB, máy đẹp luôn. 4750. Vivo X70 Pro nha, RAM 12 256, 6 triệu nha. 6 triệu thôi. K30 Ultra. RAM 8 128 nha, K30 Ultra. 3350. 3 triệu 350 nghìn. Oppo K11X 5G nha, 8 128. 3 triệu 650 nghìn nha. 3650. Google Pixel 4a nha, RAM 6128, 4 triệu 650 nghìn nha. Huawei Mate 20X nha, RAM 6128, máy đẹp 98 nha, 4 triệu 850 nghìn. Xiaomi 12X nha, RAM 8256, 5150. Thanh lý mấy con này nè, con Vivo Y21 RAM 4 1/64, thanh lý con này hơi trầy. 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi thôi. Camera đẹp nè, pin trâu. Vivo Y36 nha, RAM 8 128, 3 triệu 350 nghìn. Y22S 2 triệu 9 nha. Vivo Y57 nha mọi người, Y57 máy đẹp 2550. K40 Gaming nha mọi người, 3850 à, K40 Gaming. C55 máy đẹp nha, 2 triệu 8. Google Pixel 6 nha, RAM 8128, con này ngoài nó hơi trầy. 4 triệu rưỡi nha mọi người, chỉ 4 triệu rưỡi thôi, trầy sườn xíu. Máy thì 97 nha, nó trầy xíu sườn, xài ốp vô là ok nha. OnePlus 10T khá đẹp luôn, RAM 8128 nha. Này OnePlus 10T, con này màn hình đẹp lắm nha mọi người, siêu mượt. Chip 8 cộng Gen 1, màn hình 6.7 nha, camera 50 chấm. Ngoài hình đây, sạc zin theo máy luôn. OnePlus 10T 5 triệu 9 nha, full box. Này, RAM 8128, 5 triệu 9.
Poco S3 nha mọi người, RAM 8 256 thì 4 triệu, mà RAM 6 128 thì 3 triệu rưỡi nha, còn được vài cây. Máy thì không khác gì mới luôn, không một vết trầy nha. Con này chạy chip 870, camera là 48 chấm, màn hình OLED nha. Máy máy này là máy không khác gì mới nha, không khác gì mới luôn, 4 triệu. XS Max 64GB, pin 80, máy zin nha, zin chuẩn, 5 triệu 9 nha mọi người, XS Max. Samsung Galaxy S21 Ultra, máy đẹp keng luôn nha. Có thể nhẹ xíu à, tầm 98 nha. RAM 8 128, băng Mỹ, hai sim, một vật lý và một eSIM nha. Ngoài đẹp 98, màu bạc, mình có màu đen nữa nha. Giá bán là 7950, 7.950.000. Oppo Reno 11 5G, con bóp nha, máy chạy nhẹ nha, giá rẻ thôi, 5 triệu 9 nha, 5 triệu 9, Reno 11 5G. Con này RAM 8 bộ nhớ 256GB nha. Oppo Reno 9 5G, 5 triệu 350 nghìn, máy đẹp kèn 99, RAM 8 256. K70 Pro nha mọi người, Xiaomi, một con máy chip 8 Gen 3 rẻ nhất nha, RAM 12 và nhớ 256GB này, K70 Pro, máy đẹp keng 99. Con này không có hộp nha, không có hộp thì giá bán của bên mình là 9.350.000 thôi, 9.350 nha. S22 LED, hàng Việt Nam, máy đẹp luôn nha, tầm 98 nha, 8 triệu rưỡi nha, 8 triệu rưỡi, S22 LED. Oppo N2 Lip nha, N2 Lip 8256 nha, chip Dimensity là 9000, ngoại hình thì đẹp 98 nha, có trầy nhẹ nha, trầy nhẹ. Giá bán của bên mình là 8.2 triệu nha, 8.2 triệu. N2 Lip. Thanh lý đồng hồ nha mọi người, đồng hồ Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 nha, size 44 bản nhôm, máy đẹp nha, Galaxy Watch 5 này, size 44 bản nhôm nha, máy đẹp. Đồng hồ này thì giá bán của bên mình sẽ là 2.2 triệu nha, Galaxy Watch 5. Watch 5 thì mình còn được vài cái nha, anh em lựa chọn nha, size 40 nữa nè, 2.2 triệu, Galaxy Watch 5, khá đẹp luôn nha mọi người, khá đẹp nha. Có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đồng hồ Galaxy Watch 5 nha, chính hãng nha. Có size to nữa nha, có size to nữa. Nói chung thì trầy trầy thì giá bán của bên mình tầm 1.5 triệu đến 2.2 triệu nha mọi người.
Galaxy Watch 5 nha. Samsung. Đây Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 nha. Watch 4. 4 thì đẹp. Đẹp thì giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu Galaxy Watch 4 nha. Mình có size nhỏ, size lớn luôn, size 45 nè, size 46 nè, size 40 nha. Giá cũng từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu thôi, Galaxy Watch 4 nha. Và mình có thêm phiên bản LTE nữa nha mọi người. Anh em có nhu cầu mua đồng hồ thì cứ liên hệ bên mình nha. Rất là nhiều luôn. Còn Galaxy Watch 3 thì cực kỳ rẻ thôi. Galaxy Watch 3 hiện tại bên mình đang bán chỉ với giá là 1 triệu 3 nha. Còn Galaxy Watch 2 thì 850 nghìn nha. Mình còn vài cái mình thanh lý luôn. Galaxy Watch 2 và Watch 3 nha. Khá là đẹp luôn. Anh em là cần đeo đồng hồ thì qua bên mình nha. Nó có bảng này. Bảng này có thể nghe gọi luôn. Pin rất là trâu. Ngoại hình khá là đẹp nha. Những cái này là còn khá là mới. Những cái đồng hồ Galaxy này thì mọi người xài pin đâu đó khoảng tầm hơn 1 ngày nha. Và nó được hỗ trợ đo nhịp tim nè. Pin thì khá là ổn nha, pin nó xài rất là ổn. Đo nhịp tim hay là nó xài rất là tiện luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha mọi người. Bên mình thì nhận giao lưu trao đổi máy nha, thâu mua máy giá cao nha. Mọi người có nhu cầu gì thì cứ liên hệ bên mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.